Anh ngồi mông ngồi lên gót chân, cuộn xương cụt, đẩy ngược lên, giữ lưng thẳng. Hai tay đặt trên đùi. Hôm nay lớp ta sẽ học bài đi nhớ rồi gần với lối xong yoga thể động để có lại nghỉ luôn. Hít thở, nhắm mắt lại, tập trung vào hơi thở, hít vào thật sâu, tròn căng bụng mình, thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Một lần nữa, hít vào, tròn căng bụng lên, từ từ thở ra, xẹp sát bụng lại, rút sâu rốn vào bên trong. Hãy từ từ mở mắt ra. Ngồi thoải mái ra xuôi vai ra. Hít vào vươn hai tay lên cao, mắt nhìn theo tay, thở ra hạ tay, mắt nhìn xuống. Hít vào vươn tay lên, mắt nhìn theo tay, thả lỏng cái bờ vai nào, rồi mềm người ra. Đúng rồi, thở ra hạ tay, mắt nhìn xuống. Hít vào vươn tay lên, mắt nhìn theo tay, đan hai tay vào nhau, lật ngửa lòng bàn tay lên. Đúng rồi, đẩy ngược ra phía trước, vươn tay ra phía sau, mình giữ ở đây nào. 5, mắt nhìn theo tay, 4, 3, đúng rồi, đẩy ngược ra phía trước hơn một xíu nữa nào. 2, 3, 1, hít vào, buông tay, mình thở ra. Nghiêng sườn, hít vào tay trái, chống ngang hông bên trái. Tay phải vươn áp sát mang tay, thở ra. Nghiêng người qua bên trái. Nào đẩy ngược lên, ngồi. Hít vào, dàn ngang. Thở ra, nghiêng phải. Đúng rồi. Hít vào, dàn ngang. Thở ra, nghiêng trái. Đúng rồi. Hít vào, dang ra, thở ra, sang phải. Một lần cuối, hít vào, dang ra, thở ra, sang trái, giữ đây nào. Đúng rồi, nhìn sâu hơn một xíu nào. Cố lên, 5, 4, 3, đẩy thẳng cánh tay phải của mình nào, thẳng căng ra nào, căng được hơn. 2, và 1, hít vào, ra ngang, thở ra, qua phải, đẩy ngực của mình lên nào. Rồi, 1, 2, 3, 4, nằm hít vào, ra ngang, mình thở ra. Hít vào, hai tay đan lại phía sau lưng, chúng ta dễ quan sát của mình. Thở ra, mình giữ đây nào, hãy đẩy hai tay của mình xa mông hơn một tí, đẩy ngực của lên, mình nhìn mình lên, ngon, đẩy ngực lên, giữ nào, 5, 4, ngon, anh tập cố gắng áp lòng bàn tay vào nhau, 3, hạ mệt nó mềm mà, ngon ngỏ lắm, 2, 3, 1, hít vào, thở ra nào, vươn dài, lưng nào kéo dài, cuộc sống của mình ra, rồi hãy giữ lưng mình thẳng nhá, rồi từ từ mình trả chán xuống thẳng, rồi thả lỏng hai cái bàn tay của mình ra,
Cứ đây. Nam nào, cố gắng đẩy cao cánh tay lên nào. Mềm người ra. Đúng rồi, 4 3 2 Đẩy cánh tay ra xa nữa nào. Và 1 Hít vào. Nâng người lên. Rồi, hình thở dài. Hai tay chống xuống thảm. Cánh tay và đùi chống vuông góc với thảm. Xoay người về một đầu thảm. Nào, hai đầu gối của mình mở rộng bằng hông. Vai ở đâu, tay chống ngay dưới vai. Cánh tay và đùi chống vuông góc với thảm. Cứ thế con bò và con mèo. Hít vào, võng lưng đẩy ngược nhất, cao vai. Thở ra, phù lưng lại. Đừng xét cầm với hõm cổ, mắt nhìn xuống hướng. Lặp lại, hít vào, võng lưng đẩy ngược nhất, cao vai. Thở ra, cuộn phù lưng lên cao, phù nữa lên, nữa. Cuộn phù lưng lên mặt, phù lưng mặt, phù lưng mặt. Cuộn cả xương cổ căng về cổ xương cổ của mình lại. Hít vào, võng lưng, nhấc cao vai. Nào, nhấc cao vai lên, không được đổ. Thở ra, cổ lưng lại, đưa sát cẳng về hõm cổ. Cuộn cái phần xương cổ của mình lên. Tròn lên, tròn lên cuộn lại, rút xuống lại. Đó, đúng rồi. Một lần cuối, hít vào, võng lưng, đẩy được. Nhấc cao vai giữ ở đây. 5 Mà không sụt vai nhé, nhấc cao vai của mình lên. 4 Rồi 3 Mắt nhìn phía trước. 2 3 1 Thở ra hết, cuộn vù lưng lên cao. Rút xuống nào, đúng rồi. Đưa sát cằm lấy hõm cổ, mắt nhìn xuống 4 Giữ nào. 1 2 3 4 Nào, hít vào, mình thở dài. Nào, hai tay của chúng ta xoay lại vào nhau, ức bàn tay sát ra ngoài, các ngón tay chĩa vào nhau. Hãy chú ý nhé, sao cho khi mà mình chuyển động thì cái khuỷu tay của mình nó không trùng xuống nào. Quan sát và bắt đầu, hít vào nhấc tay trái lên, hạ xuống thở ra tay phải, tay trái liên tục. Nào, 5 thẳng khuỷu tay. 4 không cong khuỷu tay. 3 2 1 Rồi ta xoay lại, ngón tay chĩa vào phía trong đùi chúng ta. Nào, vẫn khuyên như vậy nhé, trong quá trình di chuyển tay không hạ khuỷu không trùng. 1 2 3 4 5 Rồi hít vào, mình thở. Hít vào, hạ hài. Mông của mình sát ngồi lên gót chân. Thở ra, hai tay vẫn giữ nguyên như vậy, nó hơi căng một xíu nhá. Hai tay mình đang vẫn mở rộng bằng hông đấy, không lui vào đâu nhá. Hít vào, nâng lên. Thở ra, mông ngồi lên gót chân. Hít vào, nâng lên. Thở ra, mông ngồi lên gót chân giữ đây nào. 5 4 Hàng để hai tay rộng bằng vai thôi, không chật quá. 3 2 3 1 Hít vào, nâng lên. Mình thở ra. Nào, xoay trở hai tay về phía trước. Xoay hông. Hít vào, mình xoay tròn nó hãy mềm cuộc sống ra từ phải qua trái bắt đầu. 5 Mềm hông ra. 4 3 2 1 Hít vào, thở ra đảo chiều nào. 1 2 3 4 5 Rồi hít vào, mình thở ra, giữ gót bàn chân của ta lên nào. Chó giữ mình, giữ gót bàn chân lên, hạ xuống đất nào. Hít một hơi, đẩy hông lên cao, hông dài lên, kéo dài cuộc sống của mình ra. Người mới mình cảm thấy căng, chúng ta sẽ hơi trùng hai cái gối của mình lại để ưu tiên cho lưng thẳng nhá. Qua khả năng thì mới từ từ mình duỗi thẳng dần hai gối ra. Nào,
giữ ở đây trong tư thế chó giữ mình. Tập trung vào hơi thở nào. Hít thở sâu, hít thở đều. Giữ đây nào. 5 4 3 2 3 1 Hít vào, thở ra từ từ, đi bộ nhóm chân nhẹ nhàng tại chỗ nào. Từng chân một, chân phải rồi đến chân trái. 1 2 3 4 Nếm ra. 5 Hít vào, mình thở ra. Nào, chống hai tay xuống nào. Giữ nguyên tay như vậy. Giữ nguyên như vậy nào. Hít một hơi, siết cơ bụng, siết cơ đồng bình nhau, người về trước tấm bán. Tấm bán nhé. Hai bạn mình thẳng lên, nhấc cao lên. Đúng rồi, siết cơ bụng lại thì mới giữ được. Nào, cố gắng giữ đây, nếu căng quá thì các bạn mới có thể hạ hai gối của mình xuống thảm. Hạ hai gối hẳn hai gối xuống, trùng hẳn hai gối xuống thảm, chạm xuống. Đúng rồi, nào giữ nào. Cố lên. 5 Siết cơ bụng lại. 4 Chấm hẳn hai gối xuống thảm ạ. 3 Cuộn xương cụt lên giống như lúc nãy. 2 Lại trùng. Đúng rồi, siết cơ bụng lại. 1 Hít vào, từ từ nào, hạ toàn một người nằm thẳng xuống thảm, mình thở ra, hai tay chống ngang ngực, duỗi mũi bàn chân, hít một hơi, từ từ bẻ cong các lốt sống ngực, lốt sống ngực nha, từ dưới lên trên, ngẩng đầu cong dọc, nhấc cao vai lên nào, nào, bạn kia chờ, chống lùi tay về sau bị xa quá. Nữa lùi lại tay về sau, hai bạn mới chống lùi tay về sau, đẩy ngực lên. Chúng ta giữ tay nào, nhấc cao vai lên, không sụp vai nhá. Nam chúng ta nhấc cao vai lên, hàng nhấc cao vai nữa lên. 4 3 2 3 1 Dựng gót bàn chân của chúng ta lên, hít một hơi, đẩy hông lên cao, chó giữ mình. Thở ra vươn dài lưng, kéo dài cột sống. Các bạn mới mình quan sát đã nhờ, mình quan sát đã rồi. Hãy làm nào. Hít vào, đẩy người về tấn phạt. Thở ra lặp lại, hạ mũi bàn chân còn rắn. Nào, nhấc cao vai của mình lên, không sụp vai. Đúng rồi, dựng gót bàn chân, hít vào, chó giữ mình, đẩy hông lên cao, bước dài lên, kéo dài cột sống. Thở ra, nhấn hai vai xuống thảm. Chúng ta sẽ lặp lại. Hít vào, đẩy người về trước tấm ván. Nào, siết cơ bụng lại tấm ván mà. Tấm ván này từ gáy mông đến gót chân thành một đường thẳng, siết nhiều cơ bụng lại mới giữ được. Thở ra, người con rắn. Nào, hãy nhấc cao vai của mình lên nào. Nhấc cao vai không sụp cái cổ xuống như thế này nhá. Dựng gót bàn chân, hít vào, đẩy hông lên cao, chó giữ mình. Vươn dài lưng, kéo dài cột sống. Thở ra, nhấn hai vai xuống thẳng. Hít vào, lặp lại về tấm ván. Nào, siết toàn bộ cơ đùi, siết cơ bụng lại, không võng lưng, không võng lưng, siết cơ bụng lại. Thở ra từ từ, hạ thấp người xuống, đẩy lên cong rắn. Nào, nhấc cao vai, nhấc cao vai, hít vào, dựng gót bàn chân, đẩy hông lên cao, chó giữ mình. Thở ra bước dài lưng, kéo dài cột sống. Nhấn hai vai xuống cả. Rồi hít vào, trùng hai gối lại, đi bộ hoặc nhảy bèo thẳng. Hai tay nắm lên cổ chân nào, đẩy lưng ngực thẳng, cái lưng của mình lên đã, thẳng lưng lên. Nếu người mới mà chúng ta căng thì các bạn sẽ nắm đuôi lên gần về phía đầu gối hơn. Đẩy ngực nào, hai bạn đẩy ngực lên, đẩy ngực thẳng lưng nữa, nữa thẳng hơn.
Rồi mình thở ra với từ từ mình gập mé đầu chân. Nếu căng đến lúc nào dừng mức đó nhé, mình không gù lưng nha, gặp một gù lưng là không gập, giữ tại đó thôi. Đẩy đứng lên, thẳng lưng lên, giữ nào. 5 đúng rồi, nhớ nhá, nhớ cảm giác này các bạn nhá. 4 3 2 3 1 hít vào buông hài tẩy hình thở ra vào. Chú ý nhờ chụp sát hai chân lại, hai mà chân rộng ra, hít một hơi vươn hai tay lên cao, cánh tay song song lòng bàn tay hướng nhau, thở ra chiếc ghế, trùng hai gối lại, đẩy hông về sau. Chú ý này, đầu gối không vượt quá mũi chân, cuộn xương cụt lại, cuộn xương cụt không võng lưng nha, võng lưng là đau lưng nha. Đầu gối không vượt quá mũi chân nghĩa là khi các bạn nhìn thấy cái mũi chân của mình thì đầu gối nó sẽ không vượt quá mũi chân. Nào, cuộn xương cụt lại bằng cách là rút rốn vào trong cái vùng ở dưới lưng này, không võng này, cuộn nó lại. Đó, nó võng như thế này là các bạn sẽ bị đau lưng nhá, chú ý nhá. Nào giữ đây nào, 5 rút cái rốn vào trong, rút rốn vào trong cái vùng này nó đang lõm này, làm cho nó đầy lên. 4 rồi, 3 2 3 1 hít vào hai tay chắp lại trước ngực, thở ra cài trỏ tay phải lên đầu gối bên chân trái, cài hẳn xuống, thấp người nữa xuống, cài hẳn lên đầu gối nữa, thấp nữa, thấp nữa, cài hẳn lên cái đầu gối chân trái của mình, hít vào về giữa, thở ra sang phải, cài trỏ tay trái lên đầu gối chân phải, hít vào về giữa, thở ra qua trái, hít vào về giữa, thở ra sang phải. Người mới căng ta dừng đây nhá, hít vào về giữa, thở ra sang trái. Nào siết cơ đùi của mình lại, siết cơ bụng lại, nhấc hai gót chân lên khỏi thảm, giữ nào. 5 4 3 2 3 1 hít vào về, thở ra sang phải, cài trỏ tay trái lên đầu gối chân phải, giữ. 1 2 3 cố lên nào, giỏi lắm. 4 nào, hít vào về giữa, thở ra hạ gót chân, chống hai tay xuống thẳng, lưng dài, lưng kéo dài cuộc sống của mình ra nào. Rồi còn khả năng hãy hai tay nắm lên cổ chân, nếu căng thì các bạn mới nắm lưng lên cao, rồi đẩy ngược lên, thẳng lưng lên rồi mới gập xuống. Nào căng lúc nào ta dừng lúc đó nha, không gù lưng, giữ. 5 4 3 thẳng lưng lên, đúng rồi, đẩy ngược lên nữa, hàng đẩy ngược nữa lên, không gù lưng nha. 2 3 1 hít vào, chống hai tay xuống thảm, thở ra bước hoặc nhảy lùi hai chân về sau. Tấm bạn, siết cơ bụng của mình lại, siết cơ bụng lại nào, từ gáy đến mông đến gót chân thành một đường thẳng, thẳng đứng lên bạn, hai bạn mới nào, hít vào đẩy hông lên cao, chó giữ mình, thở ra bước dài, lưng kéo dài, cuộc sống, hít vào đá chân phải lên trời, thở ra bước sát gần cổ tay phải, hít vào siết cơ bụng, siết cơ đùi, vươn hai tay lên, chiến binh một. Nào chú ý trùng nối chân phải của chúng ta lại, vuông góc với thảm, cẳng chân trái phía sau đạp căng ra nào, hai chân của mình ở trên một trục song song và mở rộng bằng hông,
Nào bắt đầu. Hít vào hai tay ra ngang. Thở ra hai tay chắp lại trước ngực. Bạn mới trùng hai gối chân trước, trùng gối chân phải lại, cẳng chân vuông góc với thảm. Hít vào ra ngang. Đẩy ngực lên mở vai ra, đẩy ngực ra mở vai ra. Thở ra chắp tay lại trước ngực. Một lần cuối hít vào ra ngang. Bạn hai bạn trùng, bạn đằng sau trùng gối chân phải để vuông góc với thảm. Thở ra chắp hai tay lại trước ngực. Nào mình giữ ở đây. Nằm. Siết cơ bụng, siết cơ đùi lại để giữ chắc chắn hơn. 4 3 2 3 1 Hít vào vươn hai tay lên cảo. Nào siết cơ bụng, siết cơ đùi lại, mình đứng được nhá. Thở dài vươn hai tay về sau, nhào người về trước. Nào lưng thẳng, bao cố làm rộng. Hít vào, vươn tay. Thở ra, về sau. Hít vào, vươn tay. Thở ra, về sau. Hít, vươn tay. Thở ra, về sau. Hít vào, vươn lên. Thở ra, mình giữ đây nào, hãy siết cơ bụng lại. Nhớ là cẳng chân trước vuông cuồng góc với thảm. Giữ 5, cố lên nào, giỏi lắm. 4, thẳng lưng ra. 3, ngâm trùng gối chân phải xuống. 2, 3, 1, hít vào, chống hai tay xuống thẳng. Thở ra, bước lùi chân phải về sau, đẩy hông lên cao, chó giữ mình. Bước dài, lưng kéo, dài, cuộc sống là. Nào, hít thở sâu thảo, trong chó giữ mình, ta giữ ở đây. Lỏng nào, 5, hít thở đều, hít thở sâu, 4, 3, 2, 3, 1, hít vào đá chân trái lên trời, thở ra, bước sát gần cổ tay trái, siết cơ bụng, siết cơ đùi, vươn người lên chiến binh. Nào hãy chú ý nào. Cẳng chân trái của chúng ta vuông góc với thảm. Cẳng chân phải đạp thẳng nào. Nào, thẳng đầu gối chân phải của mình ra. Đẩy ngực phía trước, vươn tay về phía sau. Nhớ nha, cẳng chân trái lúc này vuông góc với thảm. Chú ý nào. Bắt đầu. Hít vào hai tay dài này. Đẩy ngực ra trước nào. Thở ra. Hai tay chắp lại trước ngực. Nào. Siết cơ bụng lại, đứng chắc chắn vào, hít vào ra ngực. Thở ra hai tay chắp trước ngực. Một lần cuối, hít vào ra ngực. Thở ra chắp lại. Giữ 5. Nào siết cơ bụng lại, đẩy căng gối chân phải phía sau ra. 4 3 2 3 1 Hít vào vươn hai tay lên. Hai bạn mới chỉnh này, khi bước chân lên hai bàn chân vẫn song song chưa một chỗ. Mở rộng bằng hông, mình đứng hai chân bám trên một đường thẳng không chắc chắn nha. Hít vào vươn lên, thở ra hai tay xuôi về sau. Hít lên, thở vươn sau. Hít lên, thở vươn sau, một siết cơ bụng. Hít lên, thở về sau. Hít lên, nào thở, giữ xếp cơ bụng của ta lại. Nhớ này, trùng cái gối chân trái phía trước lên, vuông góc với thẳng giữa chắc chắn. 5, cố lên nào, xếp thêm cơ bụng. 4, giỏi lắm. 3, 2, 3, 1, hít vào, chống hai tay xuống thẳng, thở ra, đẩy hông lên cao, chó giữ mình thả lỏng trong tư thế. Người mới nếu thấy mệt thì trùng gối hạ hai gối xuống thẳng trở về đứa trẻ. Và giữ đầy 5 4 Đứa trẻ mong ngồi lên gót chân trái thẳng thẳng. 3 2 3 1 Hít vào. Mình thở ra. Hít vào đá chân.
phải lên trời, thở phải giữ sát gần cổ tay phải, vươn người về trước nào, xoay hai người lên bụng, hai bàn chân của chúng ta song song và mở rộng bằng hông. Hít vào vươn hai tay lên cao, nhớ nhá, hai bàn chân song song và mở rộng bằng hông. Ở dưới hàng hà háng tạo thành một góc gần như là góc vuông ấy, mình đứng chỉnh rộng hai chân nữa ra, bạn hai bạn chấn chân rộng ra, dưới háng tạo gần như một góc vuông cơ mà. Thở ra nghiêng trái nào, siết cơ bụng lại, hít vào vươn về giữa, thở là siết cơ bụng, nghiêng phải luôn luôn nhớ siết cơ bụng, hít về giữa, siết cơ bụng nghiêng trái, siết cơ bụng về giữa, thở là nghiêng phải, hít giữa sang trái, hít hướng qua phải, hít giữa sang trái giữ nam, siết thêm cơ bụng vào nào, mắt nhìn thẳng phía trước không cúi xuống, 4 3 2 3 1 hít vào siết cơ bụng về giữa, thở ra qua phải giữ nam, 1 2 3 4 nào, thỏi lòng hít vào, siết cơ bụng về giữa, thở ra, vươn người về phía trước, lưng dài lưng kéo dài cột sống, hai tay nắm lấy cổ chân người mới căng, nắm lui gần lên đầu gối, đẩy ngực thẳng lưng đã, nếu căng lúc nào là mình dừng lúc đó nhé, không thì cố gắng mà gù cái lưng xuống nào, đẩy ngực lên. Rồi còn phải nằm dưới gập xuống, đẩy ngực, giữ, 5, 4, 3, 2, và 1, hít vào hai tay mình buông sang, nắm lấy hai bên cổ chân trái, thở ra. Các mức nào dừng mức đó, căng ta dừng ở đây, còn nắm tiếp tục áp người vào cổ chân trái, giữ nào, 5, thẳng lưng nào, 4 3 2 3 1 hít vào buông tay, thở ra, hai tay nắm cổ chân phải, căng mình dừng ở đây, còn khả năng tiếp tục thở ra, vươn dài người, kéo dài cột sống ra để áp người mình vào cẳng chân phải, giữ nào, 1 2 3 4 5 hít vào buông hai tay chống xuống thẳng về giữa, mình thở ra, hít vào chống tay phải giữa người, thở ra vươn căng tay trái lên, mắt nhìn theo tay ta giữ đây, vâng, cố gắng đẩy hai cái hông của mình nó ngang nhau không lệch nhau, 4, đúng rồi, nếu căng chúng ta hãy chống cái tay của mình lên như này, chống vào giữa người nhá, tay phải chống giữa người, 3 2 3 1 hít vào chống tay trái xuống thẳng đổi bên, thở ra vươn tay phải này, mặt nhìn theo tay, giữ nào, cố gắng hai hông không lệch nhau nào, mắt nhìn ngang không nhìn xuống nào, 4, đúng rồi, giỏi lắm, 3 2 3 1 hít vào chống hai tay xuống thẳng, thở ra siết cơ bụng, vươn người mình đứng lên, hai tay sang ngang, lòng bàn tay sấp chiến binh nhá, hai bạn mình cố gắng chỉnh hai chân mình song song nhá, nào hít vào xoay mở mũi bàn chân phải sang một góc 90 độ, thở ra trùng gối chân phải xuống, chiến binh 2. Nào các bạn hãy chú ý nào, cẳng chân phải của chúng ta khi trùng xuống là nó vuông góc với thảm, chỉnh lại định tuyến cái đầu gối chân nào, nữa nào, chú ý nhá, cẳng chân phải vuông góc với thảm, người mình vẫn ở chính diện này, bạn áo kẻ người chính diện này, thẳng người lên không nhau về bên nào cả, người vẫn ở giữa, nhìn gương đó, nào bắt đầu nhá, hít vào
chiến binh hải. Thở ra, góc vươn một bên tay phải, chống lên đầu gối chân phải nào. Tay trái mình đẩy thẳng lên, thẳng lên, hạ thẳng xuống. Cái khuỷu tay này của mình chống vào cái đầu gối chân phải. Hít vào, chiến binh hai, trở về chiến binh hai. Rồi, thở ra, tay phải chống lên. Góc quân một bên. Lặp lại, hít vào, chiến binh hai, thở ra, góc quân một bên. Hít vào, chiến binh hai, thở ra. Rồi mình giữ ở đây nhá. Nào, điều đẩy chống hẳn cái khuỷu tay phải mình lên đầu gối. 5, đẩy ngược thẳng lưng lên, cánh tay trái thẳng cánh tay trái ra. 4, giữ nào. 3, thẳng lưng. 2, cố lên, siết cơ bụng lại. Và 1, hít vào, đẩy người lên chiến binh hai. Mình thở ra. Tiếp tục, hít vào chiến binh hai, thở ra. Tay phải của mình để ngang xuống bên dưới, để thẳng cánh tay ra. Nào, tăng các duỗi gần như tăng các duỗi đấy. Các người mới mình căng thì các bạn chống tay của mình lên bên cạnh chứ không để ngờ. Hít vào, ra ngang, thở ra góc vuông một bên. Nào, giữ. Hít vào, ra ngang, thở ra, làm ra cửa. Hít vào, ra ngang, thở ra. Nào, chống hẳn tay xuống nào. Mình giữ ở đây. Giữ. 5, 4, 3. Nào, cánh tay trái thì đưa lên áp sát mặt tay. 2, 3, 1. Hít vào, ra ngang, thở ra, đẩy thẳng hai chân của mình, xoay bàn chân phải lại vào trong. Mình thở ra, chắp hai tay trước ngực. Nào, tập trung vào hơi thở, điều hòa hơi thở nào. Hít vào thật sâu, mình thở ra thật chậm. Hít vào, mình thở ra. Đổi bên, xoay mở bàn chân trái sang một góc 90 độ. Hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp. Đổi bên chiến binh 2 nào. Nào, chú ý nhé. Cái cẳng chân trái của mình bây giờ nó cần phải vuông góc với thảm. Còn cái cẳng chân phải của mình thì đạp căng cái cẳng chân phải của mình ra. Đẩy ngược lên. Nào, hai cái mông của mình không lệch nhau. Khi mình xoay cái mũi bàn chân trái cho nó lệch, mình chỉnh lại cho nó ngang nhau nào. Nào, cố lên, bắt đầu. Hít vào chiến binh 2, thở ra góc vươn một bên, cài hẳn trỏ tay trái lên đầu gối trái. Bạn nó kẻ trùng gối xuống một xíu nữa. Đúng rồi, giỏi lắm. Cứ để ra hẳn, để hẳn lên cái đầu gối của mình thôi mà. Hít vào, ra ngang, thở ra góc vươn một bên. Xếp cơ bụng lại nha. Hít vào, ra ngang, thở ra góc vươn một bên. Hít vào, ra ngang, thở ra góc vươn một bên. Giữ đây. 5, đẩy ngược lên nào. 4, 3, 2, 3, 1. Hít vào, đẩy lên chiến binh 2. Thở ra, tàm ra. Rồi chống tay chống thẳng, người mới căng. Chống cái tay của mình lên viên gạch. Nào, giỏi lắm. Hít vào, chống lên phía trong má ngoài bàn chân trái cơ mà. Phía trong má ngoài bàn chân trái đặt viên gạch lên, đúng không? Người trước rồi đấy. Chiến binh 2. Người trước rồi đấy. Thở ra, chống tay xuống thẳng. Hít vào, chiến binh 2. Thở ra, tàm ra rưỡi. Hít vào, chiến binh 2. Thở ra, tàm ra rưỡi. Hít vào, chiến binh 2. Thở ra,
chống ngàn tay xuống nào, giữ ở đây. 5, đẩy ngược lên, 4, 3, 2, và 1, hít vào. Vươn người lên chiến binh 2, đẩy hai chân thẳng ra. Thở ra, chống hai tay về đầu thẳng. Bước lùi chân thẳng về sau, bước dài, kéo dài, cột sống. Rồi từ đây, hạ hai gối xuống thẳng, mông ngồi lên góc chân. Chán chạm thẳng, bước dài lên kéo dài, cột sống. Nào, đứa trẻ, hạ úp mũi bàn chân của mình xuống nào. Đúng rồi, thả lỏng. Hai gối của mình tách rộng bằng hoặc rộng hơn vai. Nào, thả lỏng, thư giãn. Đúng rồi, hạ xuống. Nữa. Hẳn, đặt hẳn mông lên góc chân nào, thoải mái ra. Thư giãn nào, chán chạm hẳn xuống thẳng. Thả lỏng nào, lỏng nữa. Lỏng toàn bộ cơ thể. Và thử giãn. Hít vào thật sâu. Mình thở ra thật chậm. Tập trung điều hòa hơi thở. Hít vào. Mình thở ra. Hít vào. Mình thở ra. Từ đây hít một hơi, thở ra từ từ nâng người dậy, dựng gót bàn chân của mình lên, đẩy hông lên cao chó giữ mình, hít vào, đẩy hông lên cao, bước dài lưng kéo dài, cuộc sống người mới thì hơi trùng hai gối lại, ưu tiên cho lưng thẳng, còn khả năng đẩy thẳng hai gối trở về chó giữ mình. Bắt đầu hít vào, nhau người về trước tấm ván. Chú ý nào, cẳng hai cái bàn chân của mình là vuông góc với thảm. Nào, siết cơ bụng lại, siết cơ đùi lại. Từ gáy mông đến góc chân thành một đường thẳng. Nào, siết cơ bụng lại. Cố gắng siết cơ bụng lại, siết cơ đùi. Hít vào, từ từ hạ thấp dần trọng tâm về phía trước. Thở ra, người mới được dựng lên tấm ván rồi, cài sát hai trỏ tay vào người, ván thấp. Nếu nào, người mới giữ tấm ván thôi. 5, nếu ai căng quá thì trở về chủ tứ chi. 4, 3, không nhổ mông lên. 2, 3, 1, hít vào, hạ hẳn hai người xuống thẳng. Mình thở ra, duỗi mũi bàn chân. Nghiêng đầu sang bên, duỗi xuôi tay, hạ má. Hít thở sâu nào. Hít vào. Mình thở ra. Hai tay chống ngang ngực. Chống ngang ngực. Nào chú ý nhé, chống đúng ngang ngực của mình, không chống ngang vai. Ngang ngực, đặt tay vào, chống ngang ngực. Hít một hơi. Thở ra để các đốt sống ngực từ dưới lên trên ngẩng đầu. Vặn người sang bên trái, mắt nhìn góc chân phải. Hít vào, thả người xuống. Thở ra, sàng phẳng, mắt tìm góc chân trái. Hít vào, thả người xuống. Thả hẳn người xuống, thả hẳn xuống. Thở ra, sàng trái nào. Luôn luôn bẻ cong các đốt sống ngực nha. Mắt nhìn góc chân phải. Hít vào, hạ người xuống. Thở ra, sang phải, đẩy ngược lên. Mắt tìm góc chân trái. Hít vào, hạ người xuống. Thở ra, đẩy nâng lên. Mắt nhìn sang trái, mình giữ ở đây nào. Nhấc cao vai lên, không sụp vai. 5, nhấc cao vai lên hai bạn. 4, 3, 2, lòng bàn tay tiếp xúc xuống thẳng. Và 1, hít vào về giữa, không phồng bàn tay lên nhá. Thở ra hạ xuống. Hít vào, đẩy lên. Thở ra, quay dài phẳng.
nào mình giữ nào. Cái 10 ngón tay của mình áp chọc lần bàn tay chúng thảm tiếp xúc với thảm. Giữ đây, 5 4 đẩy ngược lên, không sụp cái vai mình xuống thế này. Nhấc cao vai của mình lên, 3 2 và 1. Hít vào, về giữa, thở ra, dựng gót bàn chân của mình lên, đầy hông lên cao, chó giữ mình ương dài, ương kéo dài cột sống ra nào. Rồi thả lỏng trong tư thế này. Nào bắt đầu. Hít vào, đá cẳng chân phải lên trời. Thở ra đưa sát gần khuỷu tay phải. Nào siết cơ bụng của mình lại. Vút cái mũi bàn chân lên, không đâu có chạm chân xuống đất đâu. Hít vào, đá chân phải lên trời. Thở ra đưa sát gần khuỷu tay phải. Nâng nhấc chân lên khỏi thảm mà. Hít vào, đá chân phải lên trời. Thở ra sát gần khuỷu tay phải, giữ đây. 5 4 căng mũi bàn chân lên, siết cơ bụng lại, 3 2 3 1 hít vào, đá chân phải lên trời. Thở ra hạ chân xuống. Hít thở sâu nào, hít vào, mình thở ra đủ đỉnh. Hít vào, đá chân trái lên trời. Thở ra đưa sát gần khuỷu tay trái. Nào siết cơ bụng của mình lại. Hít vào, đá chân trái về sau. Thở ra để khuỷu tay trái. Một lần nữa, hít vào, đá chân trái về sau. Thở ra sát gần khuỷu tay trái. Siết cơ bụng, siết cơ đùi. Nào giữ, 5 nếu căng quá trở về đứa trẻ thì 4 3 2 3 1 rồi lắm, hít vào, đá chân phải trái về sau, thở ra hạ chân xuống. Thả lỏng trong tư thế chó giữ mình giữ đây nào, 5 4 3 2 em mệt cũng nghỉ đi. Các bạn mẹ trở về chó giữ mình nha, bạn trở về đứa trẻ nhé. Và 1 hít vào, ai lúc nãy mà căng chúng ta sẽ lặp lại động tác này. Đá chân phải lên trời, thở ra đưa sát gần khuỷu tay phải. Ai căng thì giữ nguyên đây nhá. Hít vào, đưa đầu gối sang bên chân, khuỷu tay trái. Thở ra hạ thấp xuống. Hít vào, về bên khuỷu tay phải. Thở ra, đưa lên cao hơn. Nào, siết chặt cơ bụng lại. Hít vào, đá chân phải về sau. Thở ra mình hạ xuống. Nào, hít thở sâu, hít vào. Mình thở ra đổi bền. Hít vào, đá chân trái về sau. Thở ra sát gần khuỷu tay trái. Hít vào, đưa sang khuỷu tay phải. Thở ra hạ thấp xuống một xíu, siết cơ bụng lại, không sát xuống thảm nha. Hít vào, đưa về phần khuỷu tay trái. Thở ra rút bụng lên cao. À, tâm về đứa trẻ. Cứ 5 4 3 giỏi lắm, 2 3 1 hít vào. Thở ra, thở xuống. Nào hít thở sâu nào. Hít vào, mình thở ra. Ai căng trở về đứa trẻ. Chúng ta lặp lại động tác này một lần nữa. Hít vào, đá chân phải về sau. Thở ra sát gần khuỷu tay phải. Đấy, để không ai vẫn trở về đứa trẻ này. Hít vào, đưa sang khuỷu bên tay trái. Thở ra hạ thấp một xíu, không sát đất đấy, thấp đến không sát. Hít vào, đưa về bên khuỷu tay phải. Thở ra rút lên cao. Nào siết cơ bụng lại, giữ 5 4 3 phải lắm, 2 3 1 hít vào, đá chân phải được sổ.
thở ra, chân xuống, hít thở sâu nào, hít vào, mình thở ra, hít vào đá chân trái về sau, thở ra sát gần khuỷu tay trái, hít vào siết chân tổ bụng, đưa ra khuỷu tay phải, thở ra thấp xuống, thấp nhưng không chạm thảm, hít vào về bên khuỷu tay trái, thở ra rút lên cao dương nam thở lắm, 4 tăng cuối bàn chân, 3 2 3 1 hít vào đá chân trái bên sau, thở ra hạ chân xuống. Nào hãy thả lỏng trong tư thế cháu giữ mình, vươn dài lưng kéo dài cột sống ra nào, hít vào mình thở ra, hít vào hạ hai gối xuống thả mình thở ra. Nào hít thở sâu nào, hít vào mình thở ra, tư thế lạc đạc, hai đầu gối của mình mở rộng ra bằng không. Cơ bản chúng ta dựng gót bàn chân của mình lên, hãy quan sát nhé và lựa chọn cho mình một mức độ luyện tập phù hợp. Hai tay của chúng ta chống ra phía sau, chống ra không, các ngón tay xòe rộng ra ngoài và ức bàn tay sát nhau càng tốt. Hít một hơi, đẩy ngực ra phía trước, nâng ngực lên, đẩy hông ra, ngả người ra sau, ai căng mình dừng lại đây. Còn khả năng tiếp tục vươn từng tay một, tay phải trước, vươn về sau, đặt lên gót chân phải. Nếu căng thì thôi nhé, dừng lại đó. Tiếp tục tay trái vươn và đặt gót chân trái. Nếu căng thì hai tay mình chống vào hông như lúc nãy. Nào đẩy hông ra phía trước, nè, hông xuống nếu thế thoải mái thì cơ cổ để giữ. Hai còn khả năng có thể cung cũng bàn chân xuống, đẩy hông về phía trước. Cứ thế nào, cố lên. 5 4 Hai bạn mình chống không hạ tay được xuống thì phải chống tay vào hông, đẩy hông về phía trước, đẩy nữa chống vào ngón tay xòe ra như vậy mà. 3 cố lên nào, 2 3 1 rồi hít vào, dùng cơ cổ ngửa đầu rồi gập đầu lại, thở ra, dùng cơ đùi nâng người lên, chống hai tay xuống thẳng, con mèo gù lưng lên cao, đưa sát cằm về hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn, con mèo gù lưng mà cuộn tròn cái lưng lên, cái xương cụm của mình ý cuộn nữa lên. 5 rút cái rốn vào nữa, cuộn gù nữa, đúng rồi, giỏi lắm. 4 3 2 3 1 hít vào, mình thở ra, hai chân bắt chéo nhau ở cổ chân, rồi ta ngồi xuống thẳng, duỗi thẳng hai chân về phía trước, mình đủ nhẹ đôi chân cho nó hít được lưu thông, hai tay chống phía trước thẳng. Chú ý nhé, khi chúng ta ngồi luôn luôn mình chỉnh cái tư thế của mình ý. Nào, cái xương cụt lại của mình cuộn nó lại, nó không bõng cái lưng xuống. Thứ hai là cái ngực của mình cù lại thế này, đẩy thẳng lên. Hãy chú ý trong tư thế ngồi của chúng ta luôn luôn là cuộn xương cụt lại, đẩy ngực lên, và lúc nào cái lưng của mình nó cũng thẳng nhá, kể cả trong khi sinh hoạt đi đứng hàng ngày cũng vậy, hãy chú ý nhá. Nào, hít vào, vươn hai tay lên, vươn dài lưng kéo dài cột sống, thở dài, hai tay mình nắm lấy hai bàn chân, đẩy ngực lên, thẳng lưng lên đã. Mới lâu căng thì chúng ta đặt tay vào đây, thẳng, đẩy ngực thẳng lưng. Rồi còn khả năng mới gập xuống, lâu căng là mình dừng đấy thôi, cái lưng gù là không gập nữa nhá. Mà gập phải có điểm gập. Vươn dài lưng kéo dài cột sống là gập nào. Giữ, thẳng, đẩy ngực thẳng lên thai. 5 4 3 đẩy ngược lên hàng, 2 1 3 1 hít vào, vươn người lên, mình thở ra. Nào hãy co bàn chân phải lại để sát vào cái mông bên trái,
nhấc cẳng chân trái của ta lên, đặt lên đầu gối bên chân phải, bắt qua đầu gối chân phải. Khi mình đặt lên thì chú ý là cái bàn chân trái của mình nó phải áp xuống thẳng, nó không vểnh cái lòng bàn chân lên nhá, áp chặt lòng bàn chân trái xuống thẳng. Và người, nếu người mới đang dùng một viên gạch đặt phía sau, hít vào gương dài lên kéo dài cuộc sống, chống tay trái về phía sau, người mới chống cái viên gạch cho nó đỡ căng. Thở ra nào, vươn tay phải lên, thẳng lưng lên rồi cài lên đầu gối chân trái, vặn người qua bên trái, giữ 5 4, đẩy ngược lên nào, 3, vặn nhiều hơn một xíu, mắt nhìn sượt qua vai trái ra sau, 2 3 1, hít vào, đẩy người về phía trước, thở dài đảo bên, đo cẳng chân trái lại sát vào mông bên phải, nhấc cẳng chân phải sang đặt, vắt qua đầu gối chân trái. Người mới thì chống tay phải lên bên gạch phía sau, hít một hơi, vươn tay trái lên đẩy ngực thẳng lên, thở ra, cài trỏ tay trái lên đầu gối phải, vặn người qua bên phải nào, tự luôn đẩy ngực thẳng lên lên trước khi chúng ta vặn nhé, vặn sang. Mắt lại nhìn sườn qua bên phải lên phía sau lưng. Nào giữ đây, 5 4, thôi khỏi lắm, 3, đẩy ngược lên, luôn luôn đẩy ngược, luôn luôn thẳng lưng, 2, dùng lực cổ trỏ tay trái cài vào cái đầu gối phải, vặn mở nhiều hơn một xíu nữa, 3 1, hít vào, xoay người về phía trước, mình thở dài, buông hai chân ra, dụ nhẹ nào, thả lỏng. Nào hãy từ từ chống hai tay về phía sau, rồi từ đây chúng ta hạ người, rồi mình nằm hẳn xuống thẳng, nằm xuống thẳng, nằm hẳn xuống nữa nữa, bạn nằm luôn được phía trước thẳng, bay ra ngoài thẳng nào. Nào cây cày hai chân chụm chặt, duỗi thẳng, hít một hơi, thở ra, từ từ nâng hai chân theo phương thẳng đứng, hai tay của mình đỡ vào sau lưng lưng và lật chân lại, đỡ vào sau lưng, đỡ lưng mà không phải đỡ sườn. Nào cố lên, mình cứ từ từ thôi, bình tĩnh bình tĩnh, nâng lên đỡ sau lưng, đúng rồi, đỡ sau lưng nhá, nhớ là luôn luôn tay đỡ lưng nhá, giữ nào, cố gắng giữ tĩnh, nằm 4, đỡ sau lưng, chống cái tay của mình vào lưng này, hai tay chống vào lưng, đúng rồi, hai tay để riêng tay, 3, đúng rồi, như thế nhá, 2, khép trỏ tay lại, đúng rồi, lắm, 3, 1, mới giữ nguyên tại đây, còn khả năng hai tay chống sâu, chống chắc vào sau lưng, hít một hơi, thở ra, rút thẳng hai chân lên trần cây, nén, chống thì hai cái bàn lòng bàn tay của mình chống áp vào cái lưng của mình không chạm hai lòng bàn tay vào nhau mà áp cái lòng bàn tay vào lưng nó sẽ có lực đó. 5 4, đúng rồi, Thanh làm cái này rất giỏi. 3 đẩy được nhiều hơn, 2 thằng đẩy được nữa, 3 1, hít vào, cò hai gối lại, thở ra hạ dần từng đốt xương sống xuống thẳng, hít vào, mình thở ra. Nào cây cầu hai chân co lại, gót chân sát mông, hai chân co lại, co hai chân lại, gót chân sát mông, co hai chân lên hai bạn, co hai chân lên, đúng rồi, hai bàn chân của mình song song và mở rộng bằng hông. Nào cây cầu hai tay mình để gần vào gót chân đấy, đúng rồi, giỏi lắm. Rồi thở ra nào, nâng bụng, nâng hông lên khỏi thảm, nâng nữa lên, còn mọi người có thể thử thách bánh xe hăng để cao nữa lên, giỏi hơn mà. Nào cố lên, 5, Thanh đẩy mạnh nữa lên, 4, Ngân đẩy được nhiều hơn, đẩy nữa lên, 3,
2, Thanh giỏi lắm, cố lên nữa, nữa. 3, 1, hít vào, mình thở ra, hạ người nằm xuống. Hai tay của chúng ta ôm lấy gối, hai chân bắt chéo nhau ở cổ chân và lăn tròn từng đốt xương sống xuống thảm nào. Lăn tròn từng đốt xương sống xuống thảm. 5, 4, 3, 2, 1, thẳng lưng, lăn hai bên, 1, 2, 3, 4, 5, hít vào, thở ra, hai chân duỗi thẳng, vặn người, co gối chân trái như người đổ lật qua bên phải, tay trái nắm bàn chân phải, đầu xoay theo hướng ngược lại, đúng rồi, giỏi lắm, đầu xoay theo hướng ngược lại, đúng rồi, nào tập trung vào hơi thở nào, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, ưu tiên hai vai của mình nằm thoải mái trên thảm đã, ưu tiên hai vai thoải mái trên thảm đã nha. Rồi, nhắm mắt lại và thư giãn. Hít vào, mình thở ra. Hạ hẳn chân xuống thẳng nào. Hai vai của mình bao giờ cũng phải nằm thoải mái ở trên thảm đã. Hai vai thoải mái trên thảm. Hít vào nào. Nhắm mắt, hít vào, thở ra, đầu xoay theo hướng ngược lại, xoay về bên này, hít vào, thở ra, hít vào, mình thở ra, hít vào, thở ra, thở ra, hít vào, thở ra, thở ra. Đặt người lại, đổi bền, co gối chân phải, đổ lật người qua bên trái. Hai tay nắm bàn chân phải, ưu tiên để hai vai thoải mái trên thảm, đầu xoay theo hướng ngược lại, nào, em cũng có thể nhận hạ lỏng nha, hạ lỏng nha, hai vai mình ưu tiên thoải mái, nghĩa là mình ngồi đáp lên, nào, hạ lỏng nha, em vẫn đúng, em sao đúng, em làm lại em thoải mái nhất nè, hít vào, mình hít vào, thở ra, nếm người ra nào, hít vào, mình thở ra, hít vào, mình thở ra, rồi hãy lật người lại, hai chân giữ rộng sát ra hai bên mép thẳng, hai tay giữ xuôi dọc theo thân, nằm thoải mái và thư giãn, sát chết. Lòng bàn tay ngửa. Hãy từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Hãy tưởng tượng các cơ của ta đang trải dài sát trên thảm. Không khí xung quanh ta thật trong lành và mát mẻ. Cơ thể ta đang đón nhận tình yêu thương của vũ trụ. Tình yêu thương của vũ trụ tràn ngập. Ta cảm nhận được giai điệu và tình yêu của Abana. Thè vào nào. Hít một hơi thật sâu, tròn căng bụng lên. Từ từ thở ra, xẹp sát bụng lại. Hít sâu, rốn vào bên trong. Hít vào thật sâu. Mình thở ra thật chậm. Hít vào. Hít vào, mình thở ra. Hãy từ từ đưa tâm trí ta trở về với cơ thể. Từ từ cử động nhẹ 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân. Hãy từ từ mở mắt ra. Hai tay ôm chéo hai vai trước ngực. Hít một hơi nâng cao thân trên lên khỏi thảm, nghiêng người sang trái phải,
trái, phải, trái, phải, hồi, buồn tay, hai tay đàn nhau trước bụng. Hít một hơi, vươn căng hai tay ra sau đầu. Lật ngửa lòng bàn tay, chụm hai chân lại, đặt căng gót chân ra ngoài. Càng hết sức có thể. Rồi mời cả lớp chống tay, nghiêng người qua một bên Phật nằm. Tay phải chống sát mang tay, tay trái duỗi xuôi theo đùi trái. Hai chân chồng lên nhau, tách nhau ở cổ chân duỗi thẳng. Chân trái lùi về sau, nhắm mắt và thư giãn nào. Thôi mời cả lớp chống tay, nhìn nâng người ta ngồi dậy. Bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Mời cả lớp tập trung, cả lớp nghỉ. Mời các bạn lắng nghe chia sẻ của Hà Ma trong video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhớ chia sẻ nó cho bạn bè của mình các bạn nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của Hà Ma để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hãy nhớ bấm vào nút hình quả chuông các bạn nhé. Hà Ma xin chào. Bye bye.